Thì như mọi người đã biết đó, mình có tạo ra hai cái bảng mà để chạy cho nó nhanh ở trên Tensor ạ, để cho anh chị em là lên cái phương án kiến trúc nội thất cho nó nhanh. Thì hai cái này thì cách nó chạy rất là đơn giản, thì mọi người lên trên Tensor ạ đó, mọi người vào thẳng cái link của mình gửi ở trên cái nền tảng Zalo, Facebook đó, mọi người vào bằng trực tiếp một cái link đó cũng được, hoặc là mọi người lên trên cái trang là tensor.art này và mọi người search cái tên của mình, là cái tên kênh của mình này, mọi người vào trong cái phần app ấy, ở trong profile nó sẽ có cái này. Thì mình làm hai cái, một cái là design mà đặt tên là từ phác thảo ra, nói chung là từ phác thảo ra hình ảnh 3D, và một cái là từ phác thảo ra hình ảnh, và có kèm theo là nó có kèm theo là cái việc là upscale lên cho nó to hơn một chút. Nhưng mà hai cái này thì cái này vẫn là chính nha, rồi còn cái này mọi người xài thì nó hơi hao một tí. Cái này thì mình để ở khổ hình là 1200 rồi, cho nên là nó, hình ảnh nó cũng tương đối là nét và chính xác rồi. Thì cách dùng thì mọi người chỉ việc bấm vào thôi, bấm vào rồi thì tất cả mọi thứ thì mình để sẵn ở bên này, chúng ta chỉ việc là upload cái phác thảo chúng ta vào. Ví dụ như là mọi người thích làm và phác thảo nội thất hay là ngoại thất thì mọi người sẽ để nó vô đây đó, thì phác thảo nội thất này, rồi mọi người chỉ việc là chỉnh, thứ nhất là chỉnh cái số hình mà tạo ra trong một lần bấm. Thì ở trên Tensor thì tài khoản mà mọi người không kích hoạt Pro lên ấy, thì chỉ có tạo được hai hình một lần thôi. Về cái chiều rộng và chiều cao của hình ấy, thì mình đang để là 1200, thì đối với tài khoản Free thì mọi người cũng chỉ để là nên để là một tối đa là cái 1200, và cái cạnh còn lại thì nó nhỏ hơn hoặc nó bằng, thì tùy theo khổ ảnh nó vuông hay là chữ nhật. Còn lớn hơn nữa thì tài khoản Free thì nó không không có cho tạo. Cái control strength này là cái mức độ mà bám theo cái phác thảo nhiều hay ít. Không, bây giờ mình để khoảng 0.8. Mọi người thích tùy theo nhu cầu mọi người có thể tăng giảm. Ở trên cái phần Chrome này thì trong cái quá trình chạy mình để sẵn một cái Chrome đơn giản cho một cái ngoại thất của một cái nhà minimalism style. Còn nếu như mà mọi người muốn đổi sang, ví dụ như mọi người muốn đổi sang cái phần nội thất ấy, thì mọi người có thể bỏ cái phần trên này đi, mọi người thay vào trong cái Chrome này thì mọi người có thể để lại những cái từ khóa mà chung chung để nâng cao chất lượng ảnh, là từ cái từ mà raw photo này trở xuống này thì chúng ta giữ nguyên, có thể là giữ nguyên nếu như mọi người muốn dùng những cái từ khóa này. Còn về nội dung mô tả thì mọi người chỉ cần đổi cái phần phía trên thôi, ví dụ như ở đây mình chỉ cần đổi đơn giản thôi, interior bedroom đó, rồi modern style ha, rồi good floor hả, sàn gỗ, rồi good furniture là đồ đồ gỗ này kia đó. Nếu như mọi người mô tả kỹ hơn nữa, ví dụ đầu giường, ví dụ trong cái bức hình nó có đầu giường là cái gì, táp giường, rồi đèn này kia, rồi thảm, nếu như mọi người mô tả kỹ hơn thì nó sẽ ok. Mình làm nhanh thì nó đơn giản như thế này, và cái việc bấm đó, bấm mà ngồi chờ một lúc nó xử lý. Thì với cái app như với cái kiểu mình làm rút gọn này thì mọi người có thể là vào bằng bất kỳ bằng thiết bị gì, bằng điện thoại cũng được, bằng máy tính bảng cũng được, và bấm bất kỳ ở đâu rất là đơn giản. Trên điện thoại thì nếu mọi người mà xài Tensor Art thì mọi người trên điện thoại mà iPhone đó, thì mọi người vào mọi người search thì sẽ có cái app ở trên điện thoại riêng đó là Tensor Art, mọi người search cái tên này sẽ có. Thì chỉ có trên iPhone mới có thôi, cho iPhone và iPad, còn trên điện thoại Android thì không có. Nếu như không có thì mọi người sử dụng vào bằng nền tảng web cũng được, bình thường, rất là bình thường. Mình làm cố gắng mình tinh giản tối đa những cái mà có thể tinh giản được để cho cái quá trình mà tạo ra sản phẩm của mọi người nó nhanh nhất có thể. Và trên này thì một số cái sample mình tạo ra từ các cái hình sketch đó, ví dụ như này đó. Rồi bấm phát thì chúng ta có ngay cái hình ảnh như thế này đây nhá, hoặc là như thế này. Và mọi người cảm thấy là cái chi tiết này nó bám chưa đúng thì mọi người tăng cái chỉ số control way lên, control để bám theo phác thảo nhiều hơn, để mọi người có thể là cho được cái sản phẩm nó đúng ý hơn. Hoặc là mọi người muốn sáng tạo nhiều hơn nữa thì mọi người có thể giảm control way xuống, control nét xuống để cho nó sáng tạo ra nhiều hơn. Thì đó là cái những cái kiến thức cơ bản liên quan đến Stable Fusion thôi. Còn về cái app này thì kích thả là mình cố gắng là nó đơn giản nhất có thể ha.
Và cái phần hình ở trên này á, thì mọi người có thể là nếu như mọi người bấm vào cái chuột phải mà chọn là lưu hình ảnh thành ấy, thì nó sẽ là cái ảnh JPEG. Còn nếu như mọi người bấm vào cái nút download ở đây ấy, thì nó sẽ là download ở cái đuôi là PNG. Đó. Và dung lượng của nó lúc này là khoảng 1,8 MB cho cái khổ hình là 1200 x 1200, mọi người cũng tương đối là chất lượng rồi đó. 1200 x 1200 và chất lượng hình ảnh chúng ta sẽ có là những hình ảnh khổ 1200 x 1200 như thế này. Còn nếu như mà mọi người sử dụng cái nếu như mà mọi người đây là cái đây. Nếu như mọi người sử dụng cái phần high def thì nó sẽ tiêu tốn mọi người nhiều hơn. Ở trong cái phần này nếu như mọi người tạo ra hai hình thì nó tốn khoảng 3 tia sét. Thì đối với tài khoản Tensor thì một ngày nó sẽ cho mọi người khoảng 100 tia sét free và cho một tài khoản và hết ngày thì nó reset, nó giống tương tự như Benzia. Mọi người có thể là khi mà hết mọi người thì đảo sang cái tài khoản khác mọi người dùng. Nếu như mọi người muốn hình ảnh mà nó ở cái độ phân giải cao hơn thì mọi người thì dùng sang cái design với high def tức là upscale lên. Ví dụ như ở đây mình cũng làm lại cái hình ban nãy đúng không, và mình cho nó là bên này thì mình sẽ cho vẫn là interior bedroom, rồi vẫn là modern style ha, rồi nhắc đánh thêm quá thì cứ để như thế thôi được rồi. Về cái khổ hình thì vẫn là 1200 x 1200, nhưng ở bên cái mà công cụ mà high def này thì mình có mở thêm một cái dữ liệu nữa, đó là cho mọi người có thể là thay đổi cái model khác nhau. Ví dụ như là mọi người thích làm bằng Epic hay là mọi người thích bằng làm bằng Realtek Vision gì đó thì tùy mọi người thì chủ động thay đổi nha. Nó khác bên kia mà mình mở thêm cái này. Rồi số lượng ảnh tạo ra trong một lần bấm là hai cái thì nó sẽ tiêu tốn của mọi người khoảng 9,7 cái tia sét free cho một lần bấm ra hai hình. Còn nếu như mọi người muốn một hình thì nó chỉ đâu đó khoảng tầm 5.13 thôi, còn hai hình thì nó 9,13. Nếu có vẻ tạo ra nhiều hình thì lợi hơn một chút xíu ha. Để phát thảo thì chúng ta cũng upload cái hình phát thảo vào cũng lên. Rồi về cái mức độ mà bán theo sketch, ví dụ chúng ta muốn bán nhiều hơn 0.9. Rồi cái thông số ở bên dưới này là hai cái thông số liên quan đến upscale. Thì trong cái tỷ lệ upscale á, thứ nhất là mọi người muốn upscale lên bao nhiêu lần, tức là từ cái khổ 1200 này nếu như mọi người up lên 1,5 lần nó sẽ là có được cái bức hình 1800 x 1800. Và nếu như mọi người up lên 2 thì mọi người sẽ có bức hình là khổ 2400 x 2400. Thì đối với tài khoản của free trên Tensor á, thì mình nhớ không lầm thì nó chỉ cho chúng ta là upscale tối đa là 2 lần thôi. Và với kèm theo cái câu chuyện là cái khổ ảnh nó cũng không quá 2000 nữa, 2000 mấy đó, mình không nhớ mang máng lắm. Nên mình toàn để upscale khoảng 1,5 lần. Và trong quá trình upscale á, thì nó có một cái chỉ số đi kèm là denoise, tức là cái mức độ mà biến đổi so với lại cái phương án mà trước khi nó upscale lên. Như vậy thì cái denoise trong trường hợp này, nếu như mọi người muốn sáng tạo nhiều hơn thì mọi người để 0.4, 0.5. Còn nếu như mọi người chỉ muốn upscale lên thôi và làm đầy các cái chi tiết thôi thì mọi người có thể để 0.3. Và sau đó thì chúng ta bấm generate đó. Thì cái chỉ số denoise này nó cái cách hiểu của nó giống như khi chúng ta làm việc với lại inpaint đồ đó mọi người. Đó thì về phần high def thì nó sẽ như thế không? Nhưng mà nói chung là nó hơi tốn cái điểm set free của mọi người, cho nên là bình thường thì lên phương án chơi thì chúng ta dùng cái làm sketch này đi cho nó rẻ ha. Một lần nó chỉ tốn khoảng 3 tia set thôi. Ví dụ như là cái hình của Nguyên mới làm đây này. Đó. Đấy, khá là chất. Này kích thả là nhanh nhất rồi đó, không biết anh chị em kích thả như thế nào nha. Thì sẽ ra được cái hình như thế này. Thôi bây giờ mình lấy cái sketch đó mình thả qua đây đi. Ví dụ như mình cũng thả cái sketch đó vô đây. Sketch Nguyên mới gửi đây. Cơ khổ 1200 x 1200 rồi mình cũng để cho sửa sang là modern living room interior ha. Rồi bấm generate. Nếu như mọi người nhát Chrome thì mọi người cũng có thể test nhanh bằng cái kiểu như thế này. Còn không thì bằng những cái kỹ thuật mà tạo Chrome thông qua các cái mô tả một số hình ảnh này kia mình đã hướng dẫn cho mọi người đó. Thì mọi người tạo rồi mọi người ngồi chắc lọc lại cũng nhanh. Nói chung là cuối cùng cũng có hình ảnh rất là nhanh chóng.
Tuy nhiên là không được đẹp nhờ như Nguyên làm ha, do lười biếng quá luôn. Đây chúng ta sẽ có cái hình ảnh như thế này, rất là nhanh. Hy vọng là mấy mấy cái công cụ này sẽ giúp cho mọi người là tương tác với lại các cái phác thảo của mình nó nhanh hơn một chút, không thêm nhiều cảm hứng cho cái việc là phát triển phác thảo của mình hơn, đỡ bị cái cảm giác là lười biếng, là vào phải kích rồi phải trượt rồi phải thả như đây thông số, thì vào đây vài cái nhấp chuột thôi là, hoặc là vài cái chạm trên màn hình điện thoại thì mọi người đã có được cái sản phẩm của mình.